Ơi, xin chào các bạn nha. Mình vừa thua bài của em làm xong thì bây giờ em làm nó rất là vui và bây giờ em làm chuẩn bị ăn cơm để đi bắn mận. Thì mình sẽ quay món ăn của em làm khi đi bắn mận. Thì lát mình do là những cái đồ này là đang còn tối hôm qua. Nên bây giờ em làm ăn ăn vội để đi bắn mận. Nhưng mình díu lại để quay video một tí. Đấy, bây giờ mình sẽ quay xem là những món ăn của em làm khi đi bắn mận là gì nha. Thì nói chung là cũng đầy đủ chất dinh dưỡng đấy. Em làm thích ăn cái gì là mình đều mua cái đó. Thứ nhất là thịt bò còn không? Ôi sao hết rồi, còn có tí. Này là thịt bò nấu xào gừng. Nhưng mà nấu kiểu em làm thích ăn. Nói chung là em làm thích ăn kiểu nào thì mình nấu kiểu đó thôi. Tôi qua ai ăn thế ạ? Anh ăn có tí xíu. Có tí xíu cho con biểu ăn quá à. Nhưng bấy nhiêu đủ em ăn rồi mà đúng không? Rồi còn một quả trứng nữa. Trứng này là trứng gà ta mình tìm mãi mới có để cho em làm ăn đấy. Bớt ra đi, để anh bóc cho. Cái bát đấy bẩn mà. Thì em để trên cái để đấy thôi. Cái bát đấy là cái bát đựng thịt bò sống mà. Cơm nóng chưa? Cơm nóng rồi đấy. Tối qua em ăn nhiều như Tối qua ăn nhiều như gì luôn á. Ghê, tối qua ăn hết một bát tô cơm. Với món ăn này này các bạn này, với món ăn mà em làm yêu thích này, là thịt bò nấu gừng ấy. Ơi, sao thế? Tại cái này nó bay. Nhưng mà tối qua nó chưa như này, tại mình đào nhiều quá này. Tại anh ấy. Sao mà tại anh? Tối qua về anh ăn cơm đi ăn nhậu rồi mà. Để đảo cái này của em nữa. Nhưng mà vẫn còn ngon mà. Vẫn còn ngon mà. Rồi em bóc trứng đi. Đấy, đây là tô cơm của em làm này các bạn. Tô cơm yêu thích của em làm này. Thịt bò bằm cũng là nấu với gừng, cho gừng bằm vào. Gừng cũng bằm mà thịt bò cũng gan bằm. Thì lúc gừng là phải cắt bằm xong là vắt hết nước đi, nắm thật chặt xong là vắt hết nước đi. Xong là nấu với cái này cho nó đỡ cay. Đấy thì em làm rất là thích ăn món này. Em muốn ăn chứ. Về luộc trứng lên làm chi vậy? Anh ăn được không? Nếu anh bảo không có gì ăn. Thì lát anh nấu thịt lợn anh ăn sau, em cứ ăn xong em đi bán đi Mọi thôi. người, mọi người ơi. Video đến bài mọi người nhớ xem ạ. Anh thấy mình, anh không có gì ăn gì cho. Đấy. Cái gì? Anh bảo ạ. Không có gì ăn Video đến bài. Đấy, 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 mọi người. Thì nói chung là đồ ăn mình đã mua sẵn, mình bỏ tủ lạnh rồi. Bóc trứng ăn đi. Ngồi ghế ăn đi con nào, ăn cho cẩn thận. Ngồi ghế ăn đi. Ủa cái bàn đâu rồi? Cái bàn mình đã bỏ vào kia rồi. Đấy, khu bếp của mình có sự thay đổi rồi. Xem làm bóc trứng như thế nào. Có biết bóc trứng không? Quay đi coi. Đâu? Sao lại đâu? À quên, Đấy, cái khu bếp của mình đã thay đổi tương đối nhiều rồi. Thì khu này là khu nấu ăn, còn khu này là khu rửa bát. Đấy, mình làm thêm cái khu này để cho cái khu rửa bát nó rộng lên và nước nó không chảy vào trong kia. Và trong kia mình trong góc này mình để mắm muối mì chính rồi là nguyên vật liệu anh đấy. ăn không Không ăn đi không ăn, nó mẹ bảo ăn lòng đỏ thôi mà. ăn cả lòng trắng luôn cũng được, việc gì. Mời mẹ ăn trắng nhá, mình chọn được sao. Em cứ ăn đi. Hôm nay thì nói chung là trời cũng mưa nhỏ nên là mình không dám đi hái mận cho em làm bán nữa, nên em làm chỉ bán ít ít thôi. Bố mẹ hái xong là đưa em làm đi bán thôi, chứ mình không dám đi hái nữa, mình sợ con đường đấy luôn rồi. Giờ chỉ đi hái ở nhà ông bà ngoại ấy, thì cần anh có dám Hái đi trong vườn. với hái ở trong vườn thì còn đi, nhưng mà nắng mưa quá để lúc khác. Ngồi đi, ngồi ăn cũng được mà. Này, ngồi ghế đi chứ ai đứng ăn bao giờ. Đem gặp đứng rồi. Đấy, cái bàn thì mình đã mang vào trong kia rồi nên là sao hôm nay đánh bài thắng anh vui không? Tiền. Được tiền á? Được gần chục cân mận gì cái gì nữa. Chục cân ạ. Ha, 100.000. 100.000 là được 7 7 cân mận rồi. Mận 15 thì được 7 cân mận rồi, coi như bán được 7 cân mận. Không cần phải có mận đi bán. Việc nhẹ lương cao. 7
Nhưng mà đấy là tiền của mình, còn đây là tiền của anh thì nó vẫn như vậy, vẫn Ok. là tiền của mình thôi nên không có tác dụng gì. Đây món ăn của em làm này các bạn này. Thịt bò. Nó xuống nhà thuê cái cơm của em. Món ăn đặc biệt. Món em làm mà em làm thích nhất đúng là thịt bò nấu với gừng. Thịt bỏ ra bếp. Thịt bò các bếp ăn toàn đồ xịn không, nhưng Cứ mà về chỗ anh ấy, về Trung Hóa thịt bò nhưng mà làm kiểu em không thích ăn, em không ăn nghĩa là từ đầu đến cuối thì mình về luôn. bởi vậy bố mẹ anh mới kêu khánh Không phải thế mà là có chọn là mình có thích ăn mấy đấy món đấy, ăn. giống kiểu em bảo anh ăn món ăn chứ anh cũng có ăn được đâu. Món nào anh làm gì Thì không thích ví dụ ăn, ấy, nhưng món nào anh cũng thích ăn, có ăn được hết trơn á. Anh có chừa món nào đâu. À, anh đang đói này, nhưng mà anh chưa đánh răng. À, em làm ăn một buổi sáng hết một tô cơm luôn, kinh khủng không? À thôi ăn đi mà, có tô cơm bé tí. không ăn cũng chửi mà ăn cũng chửi rồi. Ăn được càng tốt chứ có gì đâu. Sao vậy? À, mấy ngày nay thì mình không có video để đăng lên kênh Hóng 24 giờ, tại vì tuy mưa nhưng mà mình vẫn phải đi hái mận cho em Lam bán này, mình không có thời gian mình quay và không Ôi, có quay cái gì sắp nữa. xếp được kịch bản nữa, nên buổi tối về em Lam lại buồn ngủ, em Lam mệt em Lam ngủ nữa, nên là mình không có thời gian để mình quay. Thì hôm nay là một ngày bình thường em Lam không đi bán mận, Có đi mà, có ăn đi xong. nhưng mà đi bán ít nên là cũng không gấp gáp bằng thứ bảy chủ nhật. Đấy, nên là mọi người thấy là 2 ngày nay rồi không có video, à không, cả một gần một tuần nay không có video đăng lên kênh Hóng 24 giờ rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay video này và mình đăng lên kênh Hóng 24 giờ cho mọi người xem. Thì mong mọi người thông cảm nhá. Thì sắp tới mình sẽ ra được nhiều video hơn và mọi người ủng hộ kênh này nhá, tại vì kênh này bữa nay tụt view quá. Rồi là tụt nhiều quá. Nên mọi người ủng hộ nhiệt tình. Ăn luôn 10 cái cũng gà luôn. Sao còn có 7 cái à? Thì em ăn rồi. Em ăn có một cái trước qua, một cái sáng nay. Vậy là bà đến thiếu cho anh à? À khéo có khi bà đến thiếu cho anh. À cái hôm đầu tiên mua về là em ăn rồi. Cái hôm đầu tiên anh vừa mua hôm qua mà Ủa vậy hả? Vậy bây giờ còn có 9 trái à? À có 7 trái à? anh. Rồi vậy là bà ấy bán thiếu cho anh rồi. Tính tiền 10 trái nhưng mà đếm có 9 trái. Anh đếm lại xem. Xem nào. Mới ăn có 2 trái mà còn bao nhiêu? 2, 4, 6, 8 thì trời ơi là trời. Đóng chôn anh nhỉ? Vậy bây giờ anh sẽ đố em. Trứng gà có trước hay là con gà có trước? Con gà Tại sao? Không không có trứng gà làm sao có con gà? thì ông trời cho con gà rớt xuống. Ê, ông trời cho con gà rớt xuống. Sao? Quả trứng có trước hay con gà có trước? Con gà Chắc chưa? Anh đố lại này, quả trứng có trước hay con gà có trước? quả trứng Tại sao? không biết Không có con gà làm sao có quả trứng? thì ông trời cho con quả trứng rớt xuống. Giải thích không tốt, không không hay. Vậy tại sao ông trời không cho quả trứng trước? Hay là tại sao ông trời không cho con gà trước? Thế là đó xem. Câu trả lời sẽ là quả trứng có trước. Biết tại sao không? Thì anh chỉ hỏi là quả trứng có trước hay con gà có trước. Thì quả trứng thì chưa chắc, không cần phải là trứng gà. Ví dụ như trứng khủng long thì sao? Hiểu không? Trứng khủng long thì quả trứng có từ lâu rồi, hiểu không? Thì nên là câu trả lời sẽ là quả trứng có trước, tại vì không phải là quả trứng gà. Ví dụ như anh hỏi là quả trứng gà có trước hay là con gà có trước, thì em trả lời là con gà thì nó sẽ chuẩn hơn, hiểu không? Đó, bây giờ anh sẽ đố này. Quả trứng gà có trước hay là con gà có trước? Anh có trước. Trả lời đi. Mọi người cùng trả lời cùng em Lam nào. Quả trứng có trước, quả trứng gà có trước hay con gà có trước? Anh có trước. Anh có sao mà anh mới ra đời đây mà làm sao anh có đơn ra đời lúc, Năm anh ra đời từ năm 1991. nhưng mà lúc đấy có gà rồi em ạ. Em Sao kiểu lúc đấy chưa có không?
Anh không chịu, anh là không có anh xong cả mới có chứ. Thì đó. Thì đấy. Nhưng mà anh đang hỏi là quả trứng gà chứ anh đâu có nói anh đâu. Thì anh có trước quả trứng gà mà. Ừ, nhưng mà anh đang hỏi là quả trứng gà có trước hay là con gà có trước chứ anh nói là anh có trước thì hay. Anh là... có trước em thì anh phải biết chứ. Chưa chắc có trước có sau đã biết. Ừ. Đấy, mọi người cùng trả lời câu hỏi này với em Lam nào. Câu hỏi này khó quá. Sao? Quả trứng gà có trước hay con gà có trước? Không biết. Không biết hả? À, hình như câu trả lời câu hỏi này ngày trước anh cũng đã hỏi một số người rồi. Ừ. Nhưng mà câu này thuộc về vấn đề khoa học. Đấy. À, với lại theo hình như là giáo sư Xoay hay là Cù Trọng Xoay gì cũng đã trả lời rồi. Đấy, thì giáo sư nên kêu là hay là không phải hay là anh lộn gì đó. Người ta nói là trong cơ thể con gà có một cái cái chất cấu tạo từ vỏ trứng chỉ có trong cơ thể con gà. Cấu tạo vỏ trứng gà chỉ có trong cơ thể con gà nên là con gà sẽ có trước quả trứng. Đấy. À, xong chưa? Xong rồi. Đâu? Wow, hết một tờ cơm luôn. Đó mọi người ơi, thì video của mình quay ngẫu hứng một tí thôi. Quay em Lam buổi sáng rồi em Lam ăn để đi bắn mất. Đấy. Thôi bây giờ video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Không biết là mọi người trả lời câu hỏi mà câu trả lời câu hỏi là quả trứng có trước hay con gà có trước, và quả trứng gà có trước hay con gà có trước. Không biết mọi người có suy nghĩ đúng hay không, hay là mình trả lời như vậy đúng hay sai, mọi người cho một bình luận nha. Rồi bye bye. Bye bye.